Hương Giang cùng gia đình về Trung Quốc thăm quê chồng. Vợ chồng Hoa hậu Hương Giang dành 10 ngày đưa hai con gái về thăm người thân bên nội và ngắm cảnh đẹp mùa xuân ở Trung Quốc. Hương Giang cùng ông xã vui mừng khi đường bay Việt Nam, Trung Quốc mở lại sau thời gian bị đóng vì dịch bệnh. Nhờ vậy, vợ chồng cô có thể đưa hai con gái về thăm ông bà nội và đi du lịch, ngắm cảnh đẹp mùa xuân ở Trung Quốc sau 4 năm. Trong ảnh, cả nhà Hương Giang hội ngộ gia đình một người bạn khi tới Thượng Hải chơi. Hương Giang mang giày thể thao, ăn mặc đơn giản để thoải mái đi bộ, khám phá nhiều danh lam thắng cảnh quê chồng và theo kịp hai con gái nhanh nhẹn, ưa chạy nhảy. Tiết trời mùa xuân ở Trung Quốc mát mẻ, hoa mộc lan, hoa đào nở khắp mọi nơi, tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ khiến tôi mê mệt. Thiên nhiên thật đẹp. Mỗi ngày, tôi đi rong ruổi đi bộ khoảng 8 km, Hương Giang cho hay. Bé Tiểu Panda, con gái đầu của Hương Giang, năm nay 10 tuổi, cao lớn vượt trội, trông chững chạc, sắp ra dáng thiếu nữ. Nhóc tì được nhiều người nhận xét càng lớn càng giống mẹ, nhiều nét xinh xắn, đáng yêu. Cô bé cũng thích hoa cỏ, yêu thiên nhiên. Hương Giang cho biết đi đến đâu cứ thấy hoa là con gái lại ngắm mê say rồi chụp ảnh kỷ niệm. Tiểu Panda tạo dáng bên một cây hoa đào đang nở rộ, thoạt nhìn giống hoa giả. Bé Pola 6 tuổi được mẹ khen ngoan vì không ngắt hoa, bẻ cành lúc đi chơi, chỉ nâng niu những bông hoa rụng. Con gái út tính điệu đà, bánh bèo. Bé thích nhảy múa, nói chuyện cả ngày, Hương Giang cho biết. Gia đình Hương Giang lần đầu tham quan Tử Tấm Thành ở Bắc Kinh. Người đẹp kể cô hào hứng vì được thấy hoàng hậu, nương nương khắp chốn khi đến đây. Đa số du khách sẽ thuê trang phục, trang điểm kỹ lưỡng từ ngoài cổng đi chơi, chụp ảnh suốt mấy tiếng trong Tử Tấm Thành. Gia đình tôi mặc đồ thoải mái cho dễ di chuyển, Hương Giang nói. Chị em Tiểu Panda, Pola luôn thân thiết, quấn quýt trong chuyến đi. Trong khi cô chị thừa hưởng nhiều nét từ mẹ thì cô em được ví như bản sao của bố. Con gái Hương Giang tới thăm khu vui chơi Disneyland ở Thượng Hải. Hai bé thích mê nơi này, Hương Giang cho hay. Nhiều nhà hàng ở Trung Quốc cho nhân viên mặc trang phục như người thời xưa tiếp đón các vị khách. Bé Tiểu Panda cùng một em nhỏ tranh thủ chụp ảnh với các cô gái hóa thân, cung tần mỹ nữ, phục vụ trong nhà hàng. Khi về quê chồng, Hương Giang chỉ trang điểm nhẹ, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ trong nắng xuân với bức ảnh chụp bằng camera thường. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.